Công an quận Hà Đông, thành phố Hà Nội vừa phát hiện và bắt giữ một cơ sở ở phường Mộ Lao chuyên sản xuất, làm giả các văn bằng chứng chỉ, giấy tờ quy mô cực lớn. Hà Văn Nghĩa, sinh năm 1983, quê tỉnh Thanh Hóa, đã trang bị dây chuyền thiết bị công nghệ hiện đại để phục vụ làm giấy tờ giả. Khám xét chỗ ở của Nghĩa, công an đã thu giữ nhiều phôi căn cước công dân, phôi sổ hộ khẩu cùng một số thiết bị, giấy tờ có liên quan khác. Tại công an, Hà Văn Nghĩa đã thừa nhận hành vi làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức. Nghĩa mua các thiết bị máy móc rồi làm giả con dấu của cơ quan nhà nước, liên hệ qua mạng xã hội để bán lại cho người có nhu cầu. Bước đầu xác định, Nghĩa đã thu lợi bất chính 500 triệu đồng. Mở rộng điều tra, công an bắt giữ Trần Văn Quán, sinh năm 1993, quê tỉnh Nam Định, với vai trò giúp sức cho Nghĩa.